Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Nguyễn Quang Thuận chia sẻ về AutoCAD nha. Trong video lần này thì tớ xin được chia sẻ cho anh em về năm cái biến ở trong AutoCAD, và năm cái biến này rất là quan trọng. Và thông thường nếu như anh em mà dùng bình thường không sao, nhưng tuy nhiên sau một thời gian dùng thì anh em tự nhiên là gặp phải một số những cái trường hợp mà vì lý do nào đó mà những cái biến này nó được bị thay đổi đấy, nhập một cái giá trị khác đi, dẫn đến là trong cái quá trình mình sử dụng AutoCAD ấy, nó không còn được như ý chúng ta muốn nữa, nó gây trở ngại chúng ta. Đấy, và không liên miên lan man nữa, tôi sẽ chia sẻ cho anh em về từng cái biến này cụ thể rất là nhanh chóng thôi. Cái biến đầu tiên tôi muốn nhắc đến cho anh em đó là biến Pick First. Đây, Pick First. Đây là cái biến Pick First nhé. Đây, zoom to cho anh em lên. Pick First là biến này. Thì cái biến này chức năng của nó là giúp chúng ta có thể là lựa chọn được cái đối tượng ngay cả khi chúng ta chưa thực hiện lệnh. Ví dụ giả hạn như chúng ta có một đối tượng ở đây, một vài đối tượng ở đây, được chưa? Đấy, thì bình thường chúng ta phải chọn đối tượng trước và thực hiện lệnh, đúng không ạ? Là view copy chẳng hạn. Đấy, thì nó cho phép chúng ta chọn trước đều được. Đấy, và thực hiện lệnh. Tuy nhiên nếu như mà cái biến pick first này thì nó có hai cái biến nhập giá trị như sau. Pick first này, đấy, đây là giá trị bằng 1. Đấy, thì đây là mặc định nhé. Còn bình thường nếu mà tự nhiên một ngày đẹp trời nó nhảy về 0, đấy, về 0, enter, thì nó sẽ như nào? Đấy, thì khi anh em mà chọn đối tượng trước như này, anh em nào mà có thói quen thực hiện lệnh mà thực hiện quét chọn trước ấy, đấy, chúng ta thử dùng lệnh copy co này, thì nó bắt chúng ta lại phải chọn lại đối tượng một lần nữa. Đấy, tức là không cho phép chúng ta chọn đối tượng trước khi thực hiện lệnh. Đấy, thì làm lại phải chọn sau đó thực hiện lệnh mới được. Đấy, thế thì thao tác này có thể nhờ anh em mà, đấy, hoặc là mình xóa này. Đấy, mình chọn đối tượng mà mình muốn cách này thì lại không xóa được, mà nó bắt chúng ta là nhập lệnh trước rồi mình xóa, thì như vậy nó rất là bất tiện cho chúng ta trong quá trình sử dụng, nó mất quá nhiều những cái thao tác phụ. Thế thì anh em nào mà đang bị trường hợp này, đúng không, thì gõ cái biến là pick first cho mình đó, và nhập giá trị về 1 là mặc định nhé. Đấy, anh em nhờ là 1 là ok đó, thì ngay bây giờ anh em có thể là thực hiện thao tác chọn đối tượng trước khi thực hiện lệnh. Ok, bây giờ trước và sau đều được. Biến số 2 mà tôi nhắc đến cho anh em chia sẻ với anh em đó là biến pick add. Đây, một cái biến cũng là liên quan đến chọn đối tượng. Pick add này. Đấy, những cái biến quan trọng tôi sẽ chia sẻ cho anh em. Thì cái biến này thì nó sẽ có giá trị là 0 và 1. Đấy, và mặc định của nó đang là 1. Đang là 1 thì như nào ạ? Ví dụ như là tôi đang gõ rectangle ở đây. Đấy, một vài cái đối tượng nó đã có sẵn rồi đây. Được chưa? Cái gì cái pick add pick add hai chữ D thì nếu như chuyển về không nhé, lỡ may anh em mà bấm nhầm hoặc tự nhiên cái file của một ai đó gửi cho bạn mà biến này đang là bằng không thì nó sẽ như này. Thì khi em chọn một đối tượng như này đấy mà chọn sang đối tượng khác thì lập tức là cái đối tượng gần nhất chúng ta chọn nó sẽ bị tự hủy bỏ, được chưa? Tức là tự hủy bỏ chọn đấy. Ví dụ mình chọn tiếp cái này này, thông thường anh em có phải là chọn thêm thì tự động nó sẽ nhận cả, đúng không? Đấy, cộng dồn ạ. Tuy nhiên ở đây mình cứ khi mà cái biến này về không thì anh em cứ chọn như vậy thì nó lại bị sao bỏ cái đối tượng chọn gần nhất trước đó. Như vậy thì khi này thì anh em muốn chọn thêm thì phải giữ phím shift. Đấy, giữ phím shift để chọn thêm, hoặc là cũng giữ phím shift để bỏ chọn. Đấy, thế thì trường hợp này để tốn thêm cái thao tác đó là phím shift. Đấy, còn nếu mà ở đây mình đang không giữ phím shift gì nhé, thì cứ chọn đối tượng mới thì nó lại bị hủy bỏ đi đối tượng cũ, cái đối tượng gần nhất. Đấy, anh em, như vậy thì hơi bất tiện. Thế thì anh em nghĩ ngay đến cho mình cái là biến pick add này. Đấy, gõ pick add. Đấy, nhập giá trị về 1, được chưa? Đấy, nhập về 1. Đấy, là ok luôn. Đó, thì anh em chọn đối tượng này. Đấy, em thấy không? Thì tất cả các đối tượng trước đó thì lại không bị hủy bỏ nhé. Đấy, tuyệt vời không anh em? Đấy, rất là tuyệt vời. Đấy là biến pick add, anh em nhớ giúp mình. Biến số 3 là cái biến mirror text. Mirror text tức là biến này ạ. Mirror. Đấy. Thì đây cũng là một cái biến hệ thống mà nhiều anh em thường xuyên nếu làm việc về text trong bản vẽ có những cái text thì chúng ta cũng gặp về cái biến này rất nhiều. Đấy. Mirror text thì mặc định của nó chỉ có hai cái giá trị là 0 và 1. Được chưa? Thì mặc định hiện tại nếu mà như cái bản vẽ của mình đây nó đang là mặc định là 0 thì
cái biến mirror text là như nào, đó là khi mà anh em muốn đối xứng hoặc là mirror bản vẽ thì trong cái bản vẽ nó có những cái text đấy ạ, mirror đấy, chọn trục đối xứng ở bên này đấy, không xóa đối tượng gốc, ok chưa? Thế thì cái text này nó cũng không bị đối xứng theo, được chưa? Đấy, khi mà cái biến mirror text bằng 0 thì khi anh em thực hiện lệnh MI đối xứng thì cái text này nó sẽ giữ nguyên bản, được chưa? Nó không bị đảo ngược. Tuy nhiên nếu anh em dùng cái biến là mirror text này mà nhập về 1, được chưa? Đấy, thông số khi nhập về 1 thì nó sẽ như thế nào? Đấy, anh em mà enter này là đã thay đổi biến về 1, thì khi này anh em quét chọn toàn bộ bản vẽ nhá, dùng lệnh mirror mà trong bản vẽ này nó có text nhá. Đấy, mirror này mình chọn trục đối xứng ở đây này. Đấy, vẫn nâu là để không xóa đối tượng gốc nhé, thì lập tức cái text chúng ta đã bị lật đối xứng như này rồi, được chưa? Đấy, thế thì khi mà lật này thì cái chữ của ta rất là khó đọc. Thế nhiều khi trường hợp mà chúng ta quét chọn cả một bản vẽ mà có text chúng ta muốn đối xứng chẳng hạn, thì cái text vô tình nó lại bị sang cái dạng không đọc được như này. Đấy, thì chúng ta lại phải thao tác chỉnh sửa, đúng không ạ? Thế vậy hơi khó chịu. Thế thì thông thường thì mình sẽ để cái biến này là không, được chưa? Thì anh em sửa lại nhé, là mirror text này, mirror text và đặt về 0 nhé, vì đây là cái thông số mình khuyên anh em nên để, được chưa? Enter. Vậy đó là cái biến số 3 là biến mirror text. Biến số 4 cũng rất là quan trọng, đó là biến zoom factor. Anh em gõ zoom. Đấy, zoom factor đây là cái biến này, là biến là điều chỉnh cái hệ số con zoom, tức là cái con lăn chuột ấy, khi anh em zoom ấy. Đấy, mình zoom zoom factor này. Đấy, zoom factor. Khi này anh em thông thường thì nó sẽ có cái giá trị là từ 3, nhỏ nhất là 3 và lớn nhất là 100. Thì giả sử mình nhập về 3 nhá, là thông số min nhất, nhỏ nhất ấy. Thế thì khi anh em lăn cái con trỏ chuột ấy, có thấy không ạ? Đấy, khi nào mà anh em mở một bản vẽ lên mà cái việc chúng ta lăn chuột nó bị chậm như này ấy, tức là cái hệ số zoom nó rất là nhỏ của cái con lăn chuột, thấy ạ? Nhưng nếu mà giả sử như mình điều chỉnh lên 50 nhỉ? Đấy, anh em thấy không? Đấy, thì tức là mức trung bình này, thì anh em thấy là cái con lăn chuột nó tương đối là nó ok, nó không bị nhỏ quá, không bị lớn quá, đấy ạ? Mình thử nhập cái thông số thứ ba là max đi, maximum này là 100. Đấy, zoom factor anh em nhập là 100. Đấy, thì nhiều khi là zoom nhẹ nó đã nhảy rất là mạnh rồi, đúng không ạ? Đấy, có thấy không? Một cái lăn một cái nó đã rất nhỏ rồi, còn lăn một cái nữa, hai ba cái là nó lớn lên rất nhanh. Thông thường anh em để con số khuyên dùng cái hệ số ở trong zoom factor này, đấy ạ? Thì theo mình thao tác kinh nghiệm của mình thì mình hay để là mức tầm khoảng 70-80%, được chưa? Còn tùy anh em test xem cái hệ số mà mình cảm thấy phù hợp. Dạ, ở đây mình khuyên dùng anh em tầm khoảng 70-80%, tùy anh em nhé. Ok, tiếp theo là biến cuối cùng, một cái biến mà cũng rất nhiều anh em bị mắc phải trong quá trình mình lưu file, đó là cái biến file dir. File dir này. File dir. Thì cái biến này nó cũng có hai cái giá trị nhập vào, đó là 0 và 1. Đấy, thì mặc định của nó đang là 1 là bình thường nhé. Đấy, đang là 1 đang là bình thường. Đấy. Đấy, thì giả sử mình nhập về 0 đi, thì khi mà anh em lưu file chẳng hạn như anh em Ctrl Shift S chẳng hạn, thì bình thường nó sẽ hiện thị ra một cái hộp thoại, đúng không? Một cái hộp thoại và cho mình chọn folder, ví dụ desktop, hoặc là lưu vào một thư mục OC, OD, OE gì đấy. Thì mình rất là dễ chọn. Nhưng khi cái biến file dir này can thiệp thì nó sẽ không hiển thị dạng hộp thoại thư mục nữa, mà theo kiểu dạng đường dẫn này. Đấy, nó bắt mình chọn từng bước một, ví dụ như là chọn về đời này, ví dụ chọn về đời, ví dụ chọn lưu về bản 27 này. Đấy, xong tiếp theo nữa là cái đường dẫn chúng ta cần lưu ấy, chúng ta phải gõ đúng vào đây. Đấy, thì chúng ta mới gọi. Nhưng cách này thì không thể là thực hiện được, được chưa? Rất khó, khó khăn. Đấy, thì nhớ anh em mà bấm Ctrl S hoặc là Ctrl Shift S ấy. Đấy, lưu file mà nó hiển thị ra cái bảng dạng này, không hiển thị cái hộp thoại lên ấy, thì nghĩ ngay lệnh cái biến file dir này nhé. Đấy, khi anh em gõ về 1 này như mặc định này, được chưa? Thì anh em bấm lưu này, Ctrl S hoặc Ctrl Shift S này, được không? Thì nó hiển thị cái dạng hộp thoại này, ví dụ lưu vào desktop chẳng hạn, hoặc là lưu vào bất kỳ một cái OC, OD, OE nào đấy. Đấy, tuyệt vời không ạ? Đó, thì đây là cái biến file dir nhé. Đấy, để giúp anh em thể lưu file dưới dạng mở thư mục như bình thường. Và ok ạ,
À, trên đây là 5 cái biến mà bất kỳ anh em nào dùng AutoCAD thì có thể là sẽ cần phải gặp phải một trong những cái lỗi của những cái biến này nó bị thay đổi. Thế thì hy vọng video này sẽ giúp ích được cho anh em một phần nào đó trong quá trình mình học tập cũng như là làm việc với AutoCAD, tăng hiệu quả cũng như cái trải nghiệm của công việc lên. Được chưa? Ok, nếu anh em thấy hữu ích thì hãy đăng ký kênh của mình nhé. Mình là Nguyễn Quang Thuận, chuyên kênh chia sẻ về AutoCAD cũng như là các cái thủ thuật về CAD, thư viện CAD. Vâng. Ok anh em bấm đăng ký kênh nhé. Vâng, xin chào anh em.